Là bây giờ nói 3 lần người này không nghe theo, đều phải dùng cái cách khác. Mới rủ là, này bạn Chutipada, bây giờ chúng ta hãy đi tắm đi. Đi ra bờ sông tắm. Thế là người thanh niên này đồng ý, đi ra bờ sông tắm. Tắm thì cái người bạn từ gốm ấy dẫn cái vị thanh niên này đến cái bờ sông mà nó rất gần với cái tịnh xá mà Đức Phật Ca Diếp đang giảng pháp. Thì tắm xong đi đến bờ một cái, thế là cái người bạn này, bạn tịnh xá ngay ở đây, chúng ta hãy vào để đảnh lễ Đức Phật, Đức Phật Kassapa. Thế là vị này lại trả lời một câu nữa, việc gì ta phải đi đảnh lễ cái vị Sa Môn trọng đầu được. Nói đến câu thứ hai thì cũng trả lời như vậy, nói đến câu thứ ba cũng trả lời như thế, là sáu cái câu trả lời đều nói ta không muốn đi đảnh lễ vị Sa Môn trọng đầu được. Thì cái người bạn này phải sau nắm tóc nôi đi, nó không đi cũng phải đi. Thế là lúc đấy cái vị thanh niên này mới nói, chắc là cái vị Phật này phải có cái gì đặc biệt lắm thì người bạn của ta mới quyết liệt như vậy. Mình bảo thôi được rồi, ta sẽ đi, ta sẽ đi. Thì lúc đấy cái vị thanh niên bảo là muốn cho Tivana này đến đảnh lễ Đức Phật Kassapa. Sau đó Đức Phật mới giảng pháp cho nghe. Thì nghe xong một cái bài pháp đấy một cách, thì trên đường đi về cái người bạn này mới hỏi cái người bạn thượng gốm là, bạn nghe pháp có hay không? Bảo pháp rất là hay. Bảo pháp hay tại sao bạn không đi xuất gia? Thế cái người bạn thực sự gốm thì nói là tôi còn có cha mẹ già mà bị mù lòa nên không đi xuất gia được. Còn cái người bạn còn ta sẽ đi xuất gia ngay ngày mai. Vậy là ngay ngày hôm sau là cái người thanh niên này đến và xuất gia tu tập làm đệ tử của Phật Ca Diếp Kassapa. Thì đến sinh ra ở cái đời này, mặc dù là cái kiếp cuối cùng nhưng cái quả này nó trục do đã xúc phạm đến một vị Phật bằng sáu cái lời nói, việc gì ta phải kính lễ vị Sa Môn trọng đầu ấy. Vị đấy nói sáu câu như vậy thì cái quả bây giờ phải trải qua 6 năm khổ hạnh, trải qua 6 năm khổ hạnh vì một cái câu nói xúc phạm đến một vị Phật trong quá khứ. Cái mục đích tu khổ hạnh là để làm gì? Có biết là tại sao lúc đấy em ngài này tu khổ hạnh không? Mục đích là tu khổ hạnh để đạt được cái gì không? Để làm cái gì không? Em biết là lúc ấy tại sao lại phải đi tu khổ hạnh vậy? Tại sao? Tại sao muốn mong muốn một cái điều gì đó mà đi tu khổ hạnh? Bây giờ mấy Phật tử mà hỏi, gặp mấy sư thầy, mấy sư cô hỏi mục đích các ngài đi tu để làm gì? Mục đích các thầy, các cô đi tu để làm gì? Có bao giờ hỏi vậy? Thì đến lúc đấy Thái tử Tất Đạt Đa này cũng đi tu khổ hạnh nhưng mà có cái mục đích gì? Có cái mục đích là muốn diệt trừ các cái tâm bất thiện. Rất là đơn giản, chỉ là trong tâm nó có những cái phiền não, những cái tham sân si. Và cái vị Sa Môn Tất Đạt Đa này chỉ vì cái mục tiêu là diệt nó đi. Diệt nó đi. Bây giờ ở trong tâm mình có ai có phiền não không? Mọi người có ai có phiền não trong tâm không? Có tâm tham không? Có sân không? Có si không? Có phải không? Nhưng mà có bao giờ mình nghĩ rằng là mình diệt nó đi không? Nghĩ trên thế gian này đã có ai có cái ý nghĩ nào đi diệt trừ khử cái phiền não tham sân si đi chưa? Trước đó chưa ai có cái ý nghĩ này hả? Trước đó, trước khi mà một vị Phật chưa ra đời, chưa ai có ý nghĩ này. Và người ta cứ nghĩ là cái tâm lý con người thì có lúc vui, có lúc nó buồn, có lúc nó phải tham, có lúc nó sân, có lúc nó si, có lúc nó nhỉ, có lúc nó đạt, có lúc nó thế này, lúc nó thế kia, đấy là chuyện bình thường. Ở thế gian thì người ta cho rằng cái đấy là cái bình thường, nhưng mà có mỗi một người cho nó là không bình thường, đó là Thái tử Tất Đạt Đa. Tất cả mọi người đều chấp nhận nó. Và cái lúc mình sân lên thì mình nói tôi đang sân đây này, tôi đang tức giận đây này, đừng có hành động vào tôi ha. Và mình đồng hóa mình với cái sân đấy, tức là mình cho rằng cái sân đấy là ta. Khi mà mình khởi cái tâm tham là tôi đang tham đây này, khi mình có lúc nào mình nhận tôi đang si đây này không, có một ai đó bảo mình cái ông là đồ ngu si thì lúc đấy mình làm sao? Bảo tôi là ngu si chết với tôi. Nhưng mà thật ra trong tâm mình nó có si không? Nó vẫn si rất là nhiều. Thì cái người bình thường, người thế gian thì mình chấp nhận, mình đồng hóa. Trong mình có cái phiền não tham sân si đấy, mình là tham sân si đấy. Nhưng với cái vị Thái tử Tất Đạt Đa này thì cho rằng phiền não tham sân si này, những cái tâm phiền não này là một cái thứ bệnh, một cái thứ cấu quế, một cái thứ ô nhiễm. Nếu nó là bệnh thì cần phải trị cho nó hết bệnh, có phải không? Cái tâm bệnh này mình có bao giờ mình nghĩ là trị cho hết bệnh không?
chỉ có thân bệnh thì mình mới nghĩ đến chuyện đi dùng thuốc để trị nó. Còn nếu nó là cấu uế thì phải gột cho nó sạch hết. Mình bây giờ mà có trên mặt mà có một cái vết nhọ, mình có để chịu nó gột cho nó sạch đi. Nhưng mà trong tâm mình có những cái vết nhơ thì mình có gột không? Mình chấp nhận. Nhưng mà đấy là chỉ những cái người có ba la mật sắp sửa đi đến giải thoát mới có những cái ý nghĩ rất là khác thường. Đó là coi những cái phiền não đấy là bệnh tật cần phải chữa trị, coi những cái phiền não đấy là ô uế cần phải gột rửa nó đi, coi những cái phiền não đấy là ung biếu cần phải cắt bỏ, cần phải cắt đứt nó đi. Thế bây giờ trong mình mà có một cái khối u, một cái cục ung biếu, mình có chấp nhận đấy không? Mình phải cắt nó đi, bỏ nó đi. Nhưng mà trong tâm mình nó có một cái cục biếu rất là to, tham sân đấy, thì mình phải chấp nhận nuôi dưỡng nó. Đấy là cái sự khác nhau. Và cái mục đích của cái vị Sa môn Tất Đạt Đa trải qua những cái năm tháng tu tập khổ hạnh với cái mục tiêu đó là phải cắt đứt được các cái phiền não này thì lúc đấy mới yên tâm. Nhưng mà trải qua 6 năm tu khổ hạnh không có cắt được cái phiền não, phiền não ấy dù bằng phương pháp thực hành thiền định hay là bằng phương pháp tuyệt thực nhịn ăn hay là bằng những cái phương pháp đè nén, nó không có diệt trừ được. Và lúc đấy ngài mới thức tỉnh ra con đường trung đạo. Chỉ có con đường trung đạo mới có thể diệt trừ được nó. Và cái nhân duyên khiến ngài thức tỉnh con đường trung đạo là cái gì? Nghe tiếng đàn, nghe tiếng đàn của Thiên Chủ Sakka. Có biết Thiên Chủ Sakka là ai không? Đang có ai? Vua cõi trời. Vị Thiên Chủ này là vua cõi trời Đao Nợ, cõi trời thứ hai, tầng trời thứ hai. Cái ông vua này thì ở cõi trời Đao Nợ thì người ta cai quản cả cái cõi người và cõi tứ thiên vương. Vị này vị cai quản cõi người và các cái vị thiên thần ở trên mặt đất và thiên thần ở những cái tầng trời thấp ở trên không. Cho nên là cái vị Sakka Thiên Chủ này là một cái người rất là có đức hạnh. Sau này vị đó cũng trở thành một cái vị đệ tử của Đức Phật và cũng chứng đắc được đạo quả sơ quả dự niệm. Vị cũng là một cái người Phật tử rất là thuần thành. Đạo sĩ Siddhartha tu khổ hạnh thì cái sự khổ hạnh đấy là thân khổ hạnh hay tâm khổ hạnh? Thì cái nỗi khổ bây giờ mình có hai nỗi khổ là nỗi khổ ở nơi thân và nỗi khổ ở nơi tâm. Có những cái lúc mình khổ ở thân và có những lúc mình khổ ở tâm. Có khi thân khổ mà tâm không khổ, có những cái khi mà tâm khổ mà thân không khổ. Có khi nào như thế không? Có những cái lúc mà mình có một cái niềm vui gì đấy, hôm đấy mình được khen thưởng một cái gì đấy mà mình có thể đói mà mình không thấy đói, trời nóng mình không thấy nóng, lạnh mình không thấy lạnh, cái tâm nó phấn chấn như vậy. Thì mặc dù lúc đấy thân nó khổ nhưng tâm nó có khổ không? Khổ. Có những cái lúc như thế. Và cũng có những cái lúc mà tâm khổ nhưng mà thân nó không khổ. Nhưng có những lúc cái thân của mình nó rất là khỏe mạnh, không có bệnh tật gì, nhưng mà mình cứ héo mòn, mình cứ sầu bi, mình cứ làm như là giống như là một cái người nó chán nản. Thì cái lúc đấy là tâm khổ mà thân không khổ. Vậy cái sự tu hành khổ hạnh giác sát này thì lúc đấy là thân khổ hay tâm khổ? Thân à? Hay tâm? Thân khổ à? Cái khổ ấy nó chỉ khổ hạnh ở nơi thân chứ tâm nó không khổ. Cho nên là nếu như người khác có đến mà trời ơi sao lại phải tu vậy, gầy mòn khổ hạnh như thế để làm gì, người khác nhìn thì cảm thấy là thương xót đau khổ, nhưng mà cái người đấy đang tu đấy người ta có thấy khổ không? Người ta không thấy khổ à? Ôi thích như thế này này, như thế này mới là một cái niềm vui. Cái người tu khổ hạnh người ta lấy cái khổ hạnh đấy là một cái niềm vui, càng tu khổ hạnh thì càng cảm thấy hoan hỉ. Chứ không có nghĩa là thấy người ta tu như thế mà lại phải thương người ta, bởi vì người ta rất là hạnh phúc với cái sự với cái đời sống như vậy. Bây giờ mình nhìn thấy ai đang tu luyện cái gì khổ mình thương hại, nhưng mà thật ra cái người đấy người ta bảo tôi lại thương hại cho các vị, các vị mới là những người đang khổ, tôi mới là những người ăn vui sung sướng. Tại vì cái thân người ta rất là trông thì có vẻ khổ nhưng tâm người ta rất là an vui hạnh phúc. Thì cái đấy là thân khổ hạnh. Khi tu khổ hạnh như vậy là tạo nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện? Cái lúc mà thực hành cái khổ hạnh như vậy này có tạo nghiệp không? Có tạo.
Và cái lúc đấy thì là cái vị đấy đang tạo nghiệp tốt hay nghiệp xấu? Nghiệp tốt hay nghiệp xấu? Nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện? Nếu cứ tiếp tục mà cái con đường tu hành khổ hạnh đấy thì nó sẽ dẫn đến đâu? Nó sẽ dẫn đến đâu? Vị đấy sẽ đi đến đâu? Nếu vị đấy mà không dừng lại mà cứ tiếp tục tu như vậy thì vị đó sẽ chết rất là sớm nữa. Chết rất sớm mà không biết là sẽ tái sinh về đâu nữa. Nếu mà chấp thủ vào khổ hạnh đấy thì vị đó sẽ là một cái, vì vị đó sẽ có cả hai, trong cái lúc thực hành như vậy nó có cả hai nghiệp. Khi mà vị đó tác ý là ta phải chiến đấu với phiền não thì đấy là một cái tâm tốt nhé, cái tâm này là tâm thiện, thế lúc đấy là thiện nghiệp. Nhưng mà vị đó lại có cái niềm tin cho rằng tu như thế này sẽ đạt đến giác ngộ, thì cái đấy là cái sự tà kiến, cái hiểu xa, cái tà kiến này là ác nghiệp. Tức là trong cái lúc đấy vị đó có tạo cả hai loại nghiệp, vị đó có cái thiện nghiệp, đó là có cái tác ý chống lại phiền não, nhưng vị đó có cái ác nghiệp tin vào cái pháp tu sai lầm. Nếu như đến lúc chết ý, cái tâm mà nó bắt vào cái thứ nhất này, vị đó đang quyết chiến với phiền não này, thì vị đó sinh thiên giới. Nhưng mà đến lúc chết ý, vị đó lại cái tâm nó lại nghĩ đến cái chuyện là cái pháp tu khổ hạnh này là đúng. Nếu như cái tâm tử nó bắt vào cái này thì vị đó sẽ đọa xuống địa ngục. Đấy là cái nó có hai cái nghiệp thiện và ác. Thì cái người ta sống ở thế gian cũng vậy, khi mà cái tâm của mình nó bắt vào những cái thiện nghiệp mà mình đã làm thì mình sinh, cái lúc chết ấy, thì mình sẽ sinh về, một là sinh làm người, hai là sinh về cái cõi chư thiên. Còn nếu như mình mà nó bắt vào những cái nghiệp bất thiện mà mình đã làm thì mình sẽ đọa trong cõi khổ đau. Cái tâm tử nó quyết định cái đời sống tương lai. Thì cái lúc mà cái vị này đang thực hành khổ hạnh nó cũng thế, cũng có cả thiện cả bất thiện, cho nên là tương lai sinh về đâu nó rất là mong manh, nó không biết là cái tâm cuối cùng đấy vị đang nghĩ đến cái gì. Tiếp tục, đây là một giấc mơ. Giấc mơ thì Thái tử Đất Đa, cái đêm hôm 14 tháng trước cái ngày thành đạo. Và lúc đấy ngày ngủ, ngày nằm mơ, mình mơ thấy là một giấc mơ thứ nhất là gối đầu trên đỉnh núi Tuyết Sơn, bốn chân thì đạp trên bốn biển, nên đến một cái điểm báo ngày sẽ thành Phật. Giấc mơ thứ hai là có một cái cây nó mọc từ đốn mà nó lên và nó xuyên qua các tầng mây, đấy là cái điểm báo là ngày sẽ giáo hóa chúng sinh theo bát chánh đạo. Cái cây đấy gọi là cái cây bát chánh đạo. Đây là cái giấc mơ thứ nhất. Ngày đây là cái đầu ngày làm gối trên cái núi Tuyết Sơn này, núi tuyết trắng xóa này, hai tay thì đụng vào hai biển này, hai chân đụng vào hai biển này. Đấy là một giấc mơ. Giấc mơ này muốn nói là ngài là một cái bậc cao thượng nhất ở cái thế gian này. Đấy, ngài rất là to lớn, có thể rộng độ được chúng sinh. Có cái điểm mơ, giấc mơ thứ ba là thấy có chim bốn màu từ bốn phương bay đến đậu dưới chân ngài, là điểm báo là bốn phương thiên hạ sẽ tôn ngài là thầy. Một cái giấc mơ nữa là vô số người áo trắng quy tụ dưới chân ngài, là điểm báo tương lai cái giáo pháp của ngài sẽ xuất hiện vô số những người cư sĩ, tức là người Phật tử tại gia đấy, sẽ nghiêm cẩn đối với giáo pháp. Và cái giấc mơ thứ tư là thấy đi kinh hành ở trên một cái núi toàn là sân dê, nhưng mà chân của ngài không bị bẫy bật, là điểm báo tương lai ngài sẽ được cái sự cung kính cúng dường của cõi trời cõi người của nhân gian, nhưng tâm ngài không có bị nhiễm. Tức là khi ngài thành Phật rồi người ta cung kính cúng dường rất nhiều, nhưng mà cái tâm của ngài không bao giờ bị thấm nhiễm cái lợi danh nào. Đấy là năm cái giấc mơ trước cái đêm thành Phật mà ngài có cái giấc mơ như vậy. Giấc mơ ngài thấy một cái cây mọc xuyên qua tầng mây. Cái cây này là báo trước là ngài sẽ có cái gì, điểm báo gì đấy? Điểm báo là sau này ngài sẽ truyền bá bát chánh đạo, dẫn dắt chúng sinh. Cái giấc mơ mà có chim đủ các màu sắc là báo cái gì? Bốn phương mọi người sẽ quy tụ đến làm đệ tử. Cái giấc mơ này là báo cái gì? Là có rất nhiều Phật tử tại gia sẽ đến quy y. Giấc mơ này là báo cái gì? Đây là đang đi trên cái núi toàn phân là phân.
mà mặc dù được mọi người cung kính cúng dường nhưng mà cái tâm này không bị đắm nhiễm bởi cái danh lợi ở thế gian, nằm cái giấc mơ. Và ngài tiếp tục hành thiền thì đêm, cái đêm mà trước khi thành đạo đấy, ngài hành thiền thì bắt đầu ác ma đến cuối phá. Ác ma dùng đủ mọi cách thức đến để muốn phá hoại ngài. Ác ma dùng nằm mưa nằm gió để hiện ra những cái hình thù quỷ quái đến và quyết tâm là cuối không cho ngài tu đắc đạo. Nhưng mà ngài vẫn lúc đấy khi mà ngài đang ngồi thiền ở đây, lúc ấy ngài chỉ có một thân một mình và có các một số các vị chư thiên đang hầu cận xung quanh. Nhưng mà khi mà đội quân ác ma nó kéo đến thì các vị chư thiên hoảng hốt bỏ chạy hết, không còn ai dám ở gần nữa. Và lúc này đây là thiên ma nữ ấy, còn đây là các cái ma vương, này là các cái hiện ra đủ các hình thù, cầm đủ các loại binh khí đến để hăm dọa và hiện ra những cái cảnh sấm chớp, rồi là bão tố, rồi là nước dâng lên để dọa ngài. Nhưng mà ngài cứ điềm nhiên ngồi. Và lúc đấy ngài nghĩ đến cái gì? Và lúc đấy ngài nghĩ đến các ba la mật. Ngài nghĩ rằng ta đã tu trong nhiều đời nhiều kiếp, tạo vô số các ba la mật. Có ai nhớ các ba la mật là cái gì không? 10 cái ba la mật mà lúc tu Bồ Tát đạo đấy, bố thí ba la mật. Lúc đấy ngài ta nghĩ rằng bố thí ba la mật, các cái thiện nghiệp về bố thí ba la mật hãy đến bảo vệ ta. Ta đã có vô số đời kiếp trì giới ba la mật, các cái pháp ba la mật về trì giới hãy bảo vệ ta. Ta đã có những cái thiện nghiệp chân thật ba la mật, từ tâm ba la mật, xả tâm ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tấn ba la mật, quyết định ba la mật, xuất gia ba la mật, trí tuệ ba la mật, các ba la mật đấy hãy đến bảo vệ ta. Thì lúc đấy các cái pháp ba la mật ấy nó kết tinh lại thành một cái tòa kim cương, nó bao phủ lấy cái người của cái vị thái tử này. Và lúc đấy tất cả những cái binh khí của ác ma không thể nào mà tấn công được cái tòa ngồi này. Tất cả những cái nó vô hiệu hóa tất cả những cái sự quấy phá của ác ma. Cho nên là ngài mới an nhiên ngồi thiền được, và ác ma không thể nào mà phá hoại được ngài nhờ những cái công đức, những ba la mật nó bảo vệ. Cho nên là sau này khi mà đắc đạo rồi, ngài mới dạy chúng sinh tinh tấn thực hành thiện nghiệp, và mình phải nương tựa vào những thiện nghiệp đấy chứ không thể nương tựa vào cái sự bảo vệ của người khác. Không ai bảo vệ được mình, chỉ có cái thiện nghiệp của mình nó bảo vệ mình. Cũng giống như chính bản thân ngài cũng vậy, khi mà ngài đi tu, khi gặp những cái chướng ngại, và khi những cái chướng ngại nhỏ thì có thể người khác có thể bảo vệ cho mình được, nhưng mà khi mà cái chướng ngại nó rất là lớn, thậm chí người khác cũng không bảo vệ được mình, vậy thì lúc đấy chỉ có những cái công đức, những cái thiện nghiệp mình đã tạo nó sẽ bảo vệ mình. Cho nên là ai có đức thì lúc đấy mình sẽ vượt qua được những cái khó khăn, còn ai mà không có phước, cái phước mỏng thì lúc đấy mình không vượt qua được những cái khó khăn. Nếu mà một vị Bồ Tát mà cái công đức mà không sâu dày thì không thể vượt qua được cái chướng nạn của ác ma quỷ bán. Nhưng công đức của ngài quá sâu dày cho nên ngài đã vượt qua được cái chướng nạn. Và đây là cái vị thần đất này, cái vị nữ thần này. Cái vị nữ thần này chính là một vị thần đất. Cái vị này đã chứng kiến những cái thiện nghiệp mà thái tử Đất Đạt Đa mà cái vị Bồ Tát trước khi thành đạo đã tạo các công đức. Mỗi một khi ngài làm cái công đức gì thì ngài dội cái nước lên bàn tay. Ví dụ mình làm xong cái việc gì mình hay đi rửa tay, ví dụ như là vị đó đặt bát cũng ra xong cũng phải đi lấy nước rửa tay cho nó sạch, thì cái nước ấy nó ngấm vào trong đất. Thì những cái vị ở dưới thần, các vị thần ở dưới đất, người ta chứng kiến những cái điều đấy, và những cái nước này nó ngấm vào trong cái mái tóc của cái vị thần này. Lúc cái vị thần đất này bị lên, bị cầm cái mái tóc này bị vuốt một cái, những cái nước ở trong mái tóc này nó tuôn chảy ra, nó trôi, nó cuốn trôi hết cái nhóm ác ma kia đi. Và cái ác ma thì nó có 5 loại ác ma. Một là thiên ma, mà những cái người mà đến cuối phá thái tử này chính là các vị thiên ma, tức là ma ở trên trời. Các vị chư thiên nhưng có ác tâm, các vị chư thiên có ác tâm, người ta không muốn cho người khác hơn họ. Họ có cái thần lực, họ có thần thông rất là quảng đại, nhưng mà họ thấy ai đó tu luyện tốt là người họ sợ rằng là những vị này tu luyện tốt sẽ cao hơn mình,
sẽ giải thoát ra khỏi sự chi phối của mình. Cho nên là thiên ma đến cuối phá. Đấy là có những người tu mà cái đạo lực lớn là hay gặp thiên ma. Còn có những cái ma mà ở trong tâm nó hiện ra, phiền não ma, hành ma và uẩn ma. Nên là khi mà mình sinh ra những cái phiền não, sinh ra những cái tưởng sai lầm, đấy là do cái tưởng của mình nó bị hoang tưởng. Đôi khi có những người ta hoang tưởng thì chính cái tâm đấy nó hiện ra những cái cảnh tượng rùng rợn, và cái vị đó chính sợ với cái tưởng của mình, đấy nó gọi là cái ma ở trong lòng. Và có một loại ma là tử ma, là những cái ma quỷ tầm thường nó chết thành ma quỷ ở thế gian. Thì những cái người bình thường ở thế gian hay gặp cái ma này. Còn lại một số những người mà hoang tưởng thì hay sinh ra cái ma ở trong lòng. Một số những cái người tu hành thật là cao ấy, thì hay gặp những cái ma trên trời này, quấy phá. Đây là năm các cái loại ma. Dù bị ác ma quấy phá nhưng Ngài vẫn an nhiên tự tại, nhờ có các ba la mật bảo vệ nên Ngài đã vượt qua. Ngài vượt qua được những cái sự. Và lúc đấy Ngài tiếp tục hành thiền, thực hành cái pháp thiền niệm hơi thở Ngài đã từng thực hành. Và cái lúc này, cái vị này khi mà các cái ác ma nó quấy phá, chán nó không được, nó bỏ đi rồi, thì bắt đầu cái vị Bồ Tát này bắt đầu nhớ lại cái pháp thiền hơi thở. Vị này mình nhớ lại là cái lúc còn bé, cái lúc đấy vị nó đã đến cái gốc cây cái trâm, cái đào ấy, ngồi ở đấy trong khi mọi người đang đi làm cái lễ hạ điền, thì vị này đã chú tâm vào hơi thở và đắc được sơ thiền. Thì bây giờ cái vị thái tử Tất Đạt Đa này cũng cứ lập lại cái pháp thiền đó, chú tâm vào hơi thở, và vị đó đã đắc được sơ thiền trở lại rồi. Bắt đầu vị đó phát thiền đến nhị thiền, đến tam thiền, đến tứ thiền, vị đó đắc được các pháp thiền định, để bắt đầu mới phát triển các cái năng lực, các cái thắng chi thần thông. Mà vị đó đầu tiên là vị đó phát triển được cái túc mạng minh, túc mạng thông, nhờ cái năng lực của thiền định, vị đó mới nhớ lại cái đời sống quá khứ. Cái năng lực của thiền định thì nó có thể hướng về cái đời sống quá khứ, vì nó có thể nhớ lại được đời trước mình ở cái cõi nào, là cái người như thế nào, có thể thấy được hết cả những nét đại cương và chi tiết một đời, hai đời, hay là 10 đời, 20 đời, hay 100 đời, hay 1000 đời, hay 100.000 đời về quá khứ đều có thể nhớ lại được hết. Thế là cái túc mạng minh. Sau khi mà phát triển thiền định đến mức thâm sâu, thì vì đó có được cái minh thứ nhất, ngay trong canh thứ nhất chứng được túc mạng minh, nhớ được các đời sống quá khứ. Nên vì đó đã với cái tâm định tĩnh thuần tịnh siêu nhiên vững chắc bất động, không câu uế, không phiền não, chăm sóng vui nguyện vững chắc bất động, Ngài dẫn tâm hướng tâm về đời sống quá khứ như một đời, hai đời, 10 đời, 20 đời, 100.000 đời, 100.000 đời, nhiều thành kiếp và nhiều mạng kiếp. Ở đó Ngài có tên như thế nào, nhớ được hết kiếp trước mình tên là gì, mình sinh ra trong gia đình nào, giai cấp nào, mình kiêng những cái gì, mình cái đời sống đấy vui hay khổ, khi mình chết rồi mình đi về cõi nào, vì đó nhớ được như thế. Như thế Ngài hồi tưởng lại những kiếp tái sinh và những nét, cả những nét đại cương và chi tiết, muốn nhớ một cách chi tiết cũng nhớ được, mà muốn nhớ một cách tổng quát cũng nhớ được. Đấy là nhớ về các đời sống quá khứ. Đây là tuệ giác thứ nhất, Ngài chứng ngộ vào cảnh thứ nhất trong đêm thành đại. Rồi đầu Ngài tiếp tục phát triển. Lúc đấy Ngài mới nhớ được cái đời sống quá khứ của mình, thì gọi là túc mạng minh. Bây giờ Ngài lại quan sát cái đời sống quá khứ của các chúng sinh khác. Cái lúc mà Ngài chuyển sang mình quan sát các cái chúng sinh khác, xem là họ chết rồi họ sinh về đâu, thì cái lúc đấy nó lại là một cái pháp gọi là thiên nhãn minh. Thiên nhãn minh đấy là Ngài quan sát xem là những chúng sinh khác họ sống chết như thế nào. Khi đã phát ra được nơi vô minh liên quan đến quá khứ, Ngài dẫn tâm hướng đến sự sinh diệt của chúng sinh. Ngài thấy chúng sinh chết ở chỗ này sinh về chỗ kia, chết ở cái đời này sinh về một đời sau, chết ở cõi này sinh về cái cõi khác, do các cái hành động thiện ác về thân, lời nói và ý nghĩ khác nhau, nên chúng sinh chết tái sinh về các cõi sống khác nhau, lãnh thọ những sự đau khổ hoặc an vui khác nhau. Đấy là cái mà lúc đấy Ngài chứng được thiên nhãn minh, là Ngài thấy được điều đó. Chúng sinh mà cứ làm việc thiện thì sinh về cõi này, làm việc ác thì sinh về cái cõi khổ. Vì vậy mà có người cao thượng, người hạ điển, người đẹp đẽ, người tu xấu, người may mắn, người bất hạnh, tất cả đều do cái hành động tạo nghiệp có sai khác của mỗi người.
đây là tuệ giác thứ hai, ngày chứng ngộ vào canh thứ hai, đêm thành đạt. Đây là cái sự chứng ngộ, cái sự giác ngộ của ngài. Trong thế gian người ta không có cái thiên nhãn này, người ta quan niệm rất là sai trái, người ta nghĩ là có những người người ta nghĩ là chết rồi là hết. Đấy. Có những người thì người ta nghĩ rồi chết rồi sẽ sinh về một cái cõi nào đấy trần sao âm bận, người ta nghĩ là có cái linh hồn, có cái cõi âm, cõi dương, nghĩ là đây là cõi người là cõi dương giới, dương gia, còn khi chết thì đi về cõi âm phủ. Thường thường quan niệm vậy phải không? Mình quan niệm là cõi âm, cõi dương, nhưng mà thực ra không có cái cõi nào như thế, mà nó là cái sự tái sinh và có rất nhiều cõi sống khác nhau tùy theo cái nghiệp. Nghiệp thiện thì sinh về cõi này, nghiệp ác sinh về cõi khổ. Và lậu tận minh là ngài đã dẫn tâm hướng tâm đến sự chấm dứt các pháp trầm luân đúng với thực tại. Ngài chấm dứt đây là phiền não, đây là sự chấm dứt phiền não, đây là con đường dẫn đến chấm dứt phiền não. Đấy, cái mục đích của ngài là cắt đứt phiền não, và đến cái giai đoạn này ngài đã thành tựu cắt được phiền não. Thì lúc đấy ngài mới quan sát rằng tại sao chúng sinh chết rồi lại cứ phải đi tái sinh như vậy, có cái cách nào có thể cắt đứt được cái dòng tái sinh này không? Thì lúc đấy ngài mới thấy rằng nguyên nhân khiến cho chúng sinh đi tái sinh đó chính là các cái phiền não, đó chính là cái tâm tham ái chấp thủ. Cái tâm tham ái chấp thủ là nguyên nhân khiến cho một chúng sinh chết rồi đi tái sinh. Bởi vì cái lúc tận tử ấy, cái tâm nó khởi lên cái tham ái với một cái cõi sống mới, vậy là nó đi tái sinh về cõi sống mới. Bây giờ muốn diệt trừ được cái vòng luân hồi tái sinh thì cần diệt trừ cái tham ái. Tham ái là phiền não, tham ái sinh ra chấp thủ, tham ái chấp thủ thì nó dẫn đi cái nghiệp ấy, nó dẫn đi tái sinh. Chỉ cắt đứt được tham ái phiền não là hết tái sinh. Và đấy là, và ngài đã hướng tâm đến cái sự cắt đứt phiền não này, cắt đứt cái tham ái này, thì phiền não nó đứt trừ hết. Và lúc đấy ngài thành tìm được cái pháp động tận minh. Động tức là phiền não, tận tức là đã diệt trừ hết, thì minh nó sinh khởi, trí tuệ nó sinh khởi, nên gọi là động tận minh. Và lúc này ngài thật sự đã thành Phật. Nhận thức như thế, tâm ngài thoát khỏi dục lậu, những ô nhiễm của dục vọng. Cái tâm nó thoát khỏi những cái dục lậu. Dục lậu tức là các cái căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, nó không còn tham đắm đối với các cái cảnh trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp nữa. Đấy gọi là thoát khỏi dục lậu. Thoát khỏi hữu lậu là nhiễm ô của luyến ái đời sống. Hữu lậu tức là mình ưa thích, mình ưa thích sinh lại làm người, ưa thích về cõi trời, mình ưa thích các cái cõi sống khác nhau. Đấy gọi là hữu lậu. Và ngài cũng cắt đứt luôn cái mong cầu, cái ưa thích vào các cõi sống. Nó là diệt trừ được hữu lậu và vô minh lậu, là ô nhiễm của vô minh, là cái sự hiểu biết sai lầm. Ngài gọi là vô minh lậu, ngài cắt hết, vậy là hết phiền não luôn, đạt được giải thoát. Ngài biết rằng ta đã giải thoát, tái sinh đã chấm dứt, phạm hạnh đã viên thành, việc cần làm đã làm xong, không còn trở lại trạng thái này nữa. Đây là minh thứ ba, và ngài chứng ngộ vào canh thứ ba, đêm thành đạt. Đây là cái đêm thành đạt, và ngài thành đạt dưới gốc cây bồ đề. Đấy, ngài đi đến gốc cây bồ đề và tu luyện, thì ác ma đến cuối phá ngài cũng ở dưới gốc cây bồ đề này. Đấy, và ngài đã chiến thắng ác ma ở dưới gốc cây bồ đề này. Ngài đã tu cái thiền hơi thở vào, hơi thở ra cũng ở dưới gốc cây bồ đề. Và ngài đã chứng được tam minh, túc mạng minh, thiên nhãn minh và lậu tận minh cũng ở đây. Và ngài thành Phật cũng ở đây. Và cái gốc cây bồ đề này bây giờ vẫn còn ở bên Ấn Độ. Lúc nào ai có muốn đi thì sang đấy xem. Để xem lại cái chỗ mà Đức Phật đã tu tập này. Còn nguyên và quán chiếu pháp liên khởi. Do ngài quán chiếu cái pháp liên khởi vô minh thì cho nên ngài thành Phật. Nhưng cái quán chiếu cái pháp liên khởi này, lúc đến ngày thành Phật thì ngài hoan hỉ cái nói này: quả thật khi các bạn có mặt hiện tuổi đêm nơi vị Bà La Môn nhiệt tâm hành thiền định, khi ấy với vị ấy các nghi hoặc tiêu trừ, vì biết rõ hoàn toàn khổ cùng với các nhân. Cho nên ngài biết là vô minh diệt thì hành diệt, tức là những cái phiền não nó diệt thì tái sinh diệt hết. Cái năm đấy là năm ngày đúng 35 tuổi, đêm ngày rằm tháng Vết Sắc. Năm 35 tuổi, tới gốc cây Bồ Đề, Đức Bồ Tát Siddhartha đã nỗ lực hành thiền và chứng đắc thành Phật quả, và có đầy đủ tam minh lục thông cùng với trí tuệ hoàn giác. Thế là cái đêm này cả. Và lúc đấy ngài rất là hoan hỉ, ngài nói lên bài kệ: xuyên qua nhiều kiếp sống tìm người làm nhà này, tìm mãi mà không gặp, tái sinh hoại khổ thay,
Này hỡi người thợ kia, ngươi bị nhận diện rồi, nhà xây sao được nữa, cột kèo ngươi bị gãy, tôi mẹ đã tiêu vong, tâm ra chứng vô vi, mọi tham ái, diệt tận. Này mà kệ hải hoàng, quả thật khi các bạn có mặt hiện khởi lên nơi vị bà la môn nhiệt tâm hành thiền định, khi ấy với vị ấy các nghi hoặc tiêm trừ, vì biết rõ hoàn toàn sự diệt khổ cùng với các nhân. Và ngài thành một vị Phật có đầy đủ trí năng đức, một bậc A La Hán chánh biến chi, minh hạnh túc thiện thể thế gian giải, vô thượng trí điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật thể tôn. Bồ Đề Hạnh Trang xem phim một lần nữa. Các câu hỏi liên quan đến cái phim vừa rồi à. Tại sao cái dòng sông Ni Nhiên Thiền có bốn cái bát? Lúc là có nhớ là cái lúc mà ngài đưa cái bát ra bờ sông này thả lên sông không? Không biết có con rồng nó nằm bên cạnh. Con rồng bảo đã có ba vị Phật xuất thế, lại sắp sửa có thêm một vị Phật nữa sắp ra đời đấy. Và ở dưới dòng sông ấy là có bốn, có ba cái bát rồi, và cái bát của Tạm Sĩ Tất Đà Đa nó lại chồng lên thêm một cái nữa là bốn cái bát. Vậy thì dưới có bốn cái bát vàng, phải không? Tại sao lại ở dưới đấy lại có bốn cái bát vàng như vậy? Chứng tỏ rằng là đã có từ cái lúc mà có quả địa cầu này đến giờ là có ba vị Phật ra đời rồi, và cái vị Phật mà mình đang tôn thờ hiện tại đây là vị Phật thứ bốn. Tức là từ cái kiếp trái đất này đã có ba vị Phật trước, thì ba vị Phật trước cái sự tu hành nó có cái sự giống nhau, nó có cái sự trùng lặp giống nhau. Trước cái đêm thành đạo đấy đều có một người, người ta đến người ta dâng cúng một cái món thức ăn trên một cái đĩa bàn, và khi mà vị Phật đó ăn xong sẽ đi đến cái bờ sông ấy, cũng đến đúng cái chỗ đấy thả trong dòng sông, và là có một cái lời phát nguyện: nếu ta thành Phật cái đĩa này sẽ trôi ngược dòng sông, còn nếu ta không thành Phật thì nó trôi xuôi dòng sông. Và tất cả các cái vị Bồ Tát trước ấy, khi mà thả cái bát xuống nó đều trôi ngược dòng sông, và một lúc sau thì nó chìm xuống dưới đáy và nó nằm tại đấy. Và có cái con rồng nó nằm đấy nó coi, con rồng nó nằm nó coi các cái bát của các vị Phật này, các vị Bồ Tát thả xuống đây. Thì là một vị, rồi đến vị thứ hai cũng vẫn cũng đem cái bát vàng bên dòng sông thả xuống, nó cũng, mà nó cũng trồng lên đúng cái bát cũ. Đến vị Phật thứ ba cũng vậy, nó cũng nằm đấy. Và đến bây giờ là đến cái thái tử Samôn Gotama, trước cái đêm thành đạo đem cái bát vàng ra thả xuống sông, nó cũng rơi đúng cái chỗ đấy và nó trồng lên đây. Và có con rồng ở đấy bảo vệ bốn cái bát này. Bây giờ bốn bát đấy có còn không? Vẫn còn những cái dòng sông Ni Nhiên Thiền. Bốn bát vẫn còn nguyên đấy. Có rồng chúa bảo vệ đấy, không ai xâm phạm được hết. Sau này sẽ còn một cái bát trồng lên nữa. Có biết là bát đấy sẽ là của ai không? Của Phật Di Lặc à. Sau này sẽ có một vị Phật nữa ra đời, đó là Phật Di Lặc Maitreya, trong tương lai ra đời. Đây sẽ có thêm cái bát chồng lên được. Trong cái kiếp trái đất này chỉ có 5 vị Phật thôi. Còn các vị Phật sau thì đến những cái kiếp trái đất sau. Vì đã có 4 vị Phật ra đời, mỗi vị đã thả xuống một cái bát trước đêm thành đạo. Ai đã bảo vệ Đức Bồ Tát khi ngài bị ác ma quấy phá? Có ai bảo vệ không? Ai bảo vệ ngài cái lúc đấy? Cái gì bảo vệ? Cái gì mà nó bao xung quanh nhé? Đấy là các cái ba la mật, các cái công đức mà ngài đã trao nó bảo vệ. Người có đức thì có cái công đức, có thiện pháp bảo vệ. Cái nghiệp thiện mà ngài đã làm, các ba la mật mà ngài đã tạo trong quá khứ bảo vệ ngài. Ai làm chứng cho các cái ba la mật đó? Bây giờ bạn có rất nhiều ba la mật và ai làm chứng cho? Lúc ấy có ai làm chứng cho Bồ Tát không? Có cái vị thần đất đấy, đất làm chứng. Thế mình làm cái gì không ai biết. Có khi mình có rất nhiều công đức nhưng mà mình chỉ nghĩ là chắc chẳng ai biết đến cái việc công đức của mình đâu nhỉ. Làm mà không ai biết mình có buồn không? Làm mình muốn cho thiên hạ biết đi. Thiên hạ không biết thì sao? Thì sẽ có đất, đất biết. Mình sống trên mặt đất thì mình có cái gì đó đất biết hết, đất ghi hết, nạn phải có cái vị thần đất để làm chứng. Cho nên là lúc đấy có vị thần đất bị xuất hiện đấy, bị cầm cái mái tóc bị vuốt một cái
thế là nước ở trong mái tóc tuôn ra. Có biết cái nước ấy là cái nước ở đâu không? Là cái nước mà cái vị, những cái kiếp trước mà khi mỗi vị làm một cái việc thiện gì, vị Bồ Tát thường rửa tay, thì cái nước trong khi mà vừa mới làm việc thiện xong mà rửa tay, thì cái nước ấy nó ngấm vào trong đất. Thì cái nước đấy là những cái pháp ba la mật mà nó ngấm vào trong cái mái tóc cái vị nữ thần, cái vị thần đất. Mỗi khi tắm pháp ba la mật, Bồ Tát thường làm gì? Thường dội nước lên tay và nước đã ngấm vào trong đất. Đấy, cho nên là chính cái đấy về sau là dùng cái nước đấy mà đuổi hết được ác ma đi đó. Bồ Tát bị ác ma quấy phá, đó là ma trong lòng hay ma bên ngoài? Ma đấy là ma xuất hiện ở trong tâm hay là ma thật? Ma trong lòng hay ma bên ngoài? Ma trong á? Ma trong lòng á? Có hai loại ma, cả hai. Lúc ấy là Bồ Tát bị cả hai ma nó quấy phá. Có những cái lúc mà cái ma bên ngoài nó chưa đến thì có cái dục vọng nó cũng khởi lên bên trong. Tự nhiên cái tâm nó khởi lên cái tâm nhớ nhà, nhớ vợ, nhớ con, nhớ cha, nhớ những cái đời sống trước. Đấy là cái ma ở trong lòng, tức là những cái tạp niệm, những cái phiền não nó khởi lên, nó cũng có. Và có cả cái ma ở bên ngoài nữa, cả hai loại ma nó xuất hiện. Còn để hỏi tại sao lại bị ma ở trong lòng nó quấy, ma ở trong lòng nó quấy phá? Ma ở trong lòng có không? Có ai có ma trong lòng không? Khi mà do cái chánh niệm yếu, cái tà niệm nó khởi lên, tà niệm đó chính là cái ma phiền não. Từ lúc nào mình khởi lên cái tâm mình tham lam, mình sân hận, si mê, thì đấy là ma bên trong lòng. Ma trong lòng. Mình có chiến đấu với cái ma ở trong này không? Ai ngồi thiền mà mình đang chiến đấu, mình diệt trừ cái phiền não này, là diệt trừ cái ma này đi. Ma. Tại sao lại bị ma bên ngoài quấy? Thế là các cái vị chư thiên ở cái cõi tha hóa tự tại có cái tà kiến muốn cho chúng sinh ở dưới sự cai quản của mình, không muốn ai hơn mình. Các cái vị chư thiên rất là đố kỵ với lại những người tu tốt, đôi khi người ta hay đến người ta quấy phá. Thì đấy là các cái ác ma ở thiên ma, gọi là ma ba tuột. Làm sao để đối trị ma trong lòng? Khi mà ma trong lòng nó khởi lên thì đối trị bằng cách nào? Ai đã đối trị với ma bên trong? Đó là giữ chánh niệm, an trú trong tứ niệm xứ. Giữ chánh niệm. Có tối qua nghe cái bài về chánh niệm thì mình biết cách đối trị ma trong lòng. Mình phải có cái chánh niệm thì cái tà niệm nó không khởi lên. Tà niệm là ma trong lòng. Chánh niệm là những cái thiện pháp đối trị đặt tà niệm. Thì lúc nào cũng giữ chánh niệm. Ví dụ mình đang chú tâm trên hơi thở, đấy là chánh niệm. Cái người nào tu tập nữa, mình biết cách quán chiếu về cái thân này là bất tịnh, là vô thường, khổ, vô ngã, đấy là chánh niệm. Hoặc là mình niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, đấy cũng là chánh niệm. Mình niệm về những cái hạnh giữ giới của mình, cái hạnh hành thiền của mình, về cái hạnh nghe Pháp của mình, thì mình tưởng nhớ đến những cái đó, nó là chánh niệm. Còn khi mà mình nhớ đến cái cảnh dục tham như là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp hấp dẫn, khả ái, khả hỷ, khả nạn, mình ưa thích những cái cảnh trần này, thì lúc đấy thì nó là tà niệm. Hoặc là nghĩ đến những cái chuyện sân hận, mình phải đi tức bực với người này, tức bực với người kia, mình phải trả đũa người này, trả thù người kia, thì lúc đấy nó là tà niệm, nó là tạp niệm. Mình giữ chánh niệm thì là đối trị được cái tạp niệm này. Đức Bồ Tát đã chiến đấu với ác ma như thế nào? Có chiến đấu với ác ma không? Đó là ngài tưởng niệm đến các pháp ba la mật. Lúc đấy là đến cuối phá, đâu có ai bảo vệ ngài, đâu có ai đứng ra mà chiến đấu với ác ma để mà bảo vệ ngài được đâu. Mà lúc đấy ngài chỉ tưởng đến các ba la mật. Và chính các ba la mật, tức là các cái công đức này, đã kết lại thành một cái tòa pha lê và bảo vệ ngài được bình yên trước sự cuối phá. Tại sao Bồ Tát có thể nhớ lại được rất nhiều đời sống quá khứ? Nên là cái lúc mà khi mà ác ma đã đi rồi, bắt đầu ngài chú tâm vào cái hơi thở, ngài phát triển các tầng thiền và ngài nhớ lại đời sống quá khứ. Tại sao ngài lại nhớ lại được đời sống quá khứ? Bởi vì đó là năng lực của túc mạng trí. Cái trí
cái năng lực của cái túc mạng trí này nhớ lại được các đời trong quá khứ. Tại sao Bồ Tát thấy được sự chết và tái sinh của chúng sinh? Bây giờ nhà mình có người chết, như người thân nhà mình chết và tái sinh về đâu mình có biết không? Mình không biết. Nhưng mà cái lúc này thì một vị Phật có biết được không? Có biết. Biết được hết. Người thân tái sinh đi đâu biết được hết. Người thân nào? Các cha mẹ, bà con, anh chị em, tất cả những người thân ở gần ở xa, ai chết rồi đi đâu biết được hết. Vẫn biết được. Từ thời bây giờ mà hành thiền thuần thục cái pháp thiền định là cũng biết được cái này, cũng biết được cái sự chết và tái sinh của những người khác. Đó là năng lực của thiên nhãn trí. Thiên nhãn trí thấy được một cái người chết rồi tái sinh về đâu. Tại sao Ngài biết mình đã giải thoát khổ đau sinh tử? Cái lúc mà Ngài giải thoát, Ngài có biết là ta đã giải thoát không? Có biết này. Lúc đấy Ngài giải thoát, Ngài biết ta đã giải thoát. Ngài mới nói sinh đã tận, tạng hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong, đã đặt gánh nặng xuống, đã đoạn trừ hết phiền não, đã chính trí giải thoát, đã diệt tận khổ đau do năng lực của động tận trí. Cái trí tuệ thì nó biết là mình đã hết phiền não, cho nên Ngài biết rằng mình đã giải thoát. Thế còn cái gì là vô minh? Cái hiểu sai sự thật là vô minh. Người nào còn hiểu sai sự thật? Nhưng bây giờ cái người mà hiểu sai sự thật, như là người ta nói là mình chết rồi thì sẽ phải có người thân cúng bái cho ăn, không cho ăn không.